cúi luôn á, nó khét luôn á. Mà nó không chịu cháy. Anh cũng không hy vọng đây là lần lần, hy vọng đây là lần cuối luôn. Em biết không, ông vừa ăn, ông vừa chửi, thui đầu của chị. Trời, phụ nữ không biết nấu ăn là không yêu chồng. Ai chống ai bên. Sai. 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 Cái chuyện yêu chồng với lại không biết nấu ăn là hai chuyện khác nhau. Rồi, nhiều em khi đọc cái câu hỏi em còn tức luôn á, bởi vì nó quá sai luôn. Chị Harry Won từ một người không biết nấu ăn bây giờ đã biết cặm cụi vào bếp. Cặm cụi. Khét mà nó đen luôn, nó cúi luôn á, nó khét luôn á. Mà nó không chịu cháy. Anh cũng không hy vọng đây là lần lần, hy vọng đây là lần cuối luôn. Chị biết vào bếp, chị nấu được cái gì chị nấu đúng không? Nấu được mì. Bây giờ hồi xưa không, không em biết chiên mì. Món há cảo nữa. Thì anh biết không, anh biết sao không? Anh coi lại đi, anh coi lại cái clip đó nha. Lúc đầu là rõ ràng là em có sai về cái nấu, em chiên cái mandu đó em sai bét luôn. Nhưng mà sau đó em rút kinh nghiệm là em nấu mì và bỏ vô cái mandu đó, xong rồi em nấu cho chồng em ngam ăn. Đó là sau cái đó. Tại vì em cảm thấy, ê, mình là người phụ nữ, mình yêu chồng muốn chết. Đúng. Mình muốn cho cái gì đó cho chồng mình nó ăn. Cái là tự nhiên có cái gì đó nó tăng động. Cái gì đó nó tăng động. Để cho có cái sức đi làm việc hoàn hảo, hiểu không? Thì em mới suy nghĩ ra là năng đầu, rất là suy nghĩ ra. Xong rồi mới nấu mì cho chồng em ăn. Trời ơi, ai về chồng em, trời ơi, thích, ai cũng khen hết trơn luôn. Và bây giờ em cảm thấy cái tình yêu của em dành cho anh ấy nó còn gì đó tràn đầy hơn. Và trong mắt anh Thành thì không ai nấu mì ngon bằng chị Harry. Mia, em nói gì đi Mia. Dạ có biết nấu ăn không? Dạ em hả chị? Tất nhiên là em biết rồi chị. Cái câu nó sợ quá vậy. Cái câu sợ quá. Em biết nấu ăn không Mia? Biết chứ anh. Biết chứ. Em nấu ăn rất là ngon. Và mỗi khi chồng em đi làm về, xong tự nhiên em bày một bàn đồ ăn ra, chồng em yêu em nhiều hơn. Tại vì sao? Em yêu ảnh em mới làm được chuyện đó, đúng không? Vô bếp mình cực khổ, đổ mồ hôi, trôi nền hết trơn luôn. Đó, mà mình nấu ăn cho ảnh ăn, chứng tỏ hay mình yêu ảnh chứ lại gì. Cái gì, cái tiếng gì đây? Vậy trời ơi. Sao mình chưa kịp vậy? Mình chưa kịp bên kia. Không phải, tại vì ổng thấy được cái sự giả dối của chị em tụi mình. Dần mạch đúng không? Âm thanh khó chịu. Ủa thời đại nào rồi mọi người? Ủa mấy cái app mà về giao thức ăn nhiều quá mà đúng không? Dạ đúng cần rồi. Cần thì mình gọi về cho chồng ăn thôi chứ mắc gì phải nấu. Mà nhanh chúng nữa. Chúng tôi đã đi làm quá bận bịu, không có thời gian lo cho bản thân mình. Bây giờ phải bắt chúng tôi nấu ăn nữa là mới xác định là yêu chồng hay sao, đúng không? Mình yêu chồng mình có nhiều cách yêu lắm, đâu phải là nấu ăn mới là yêu đâu, đúng không chị Vi? Đúng rồi đó. Ví dụ như nha, là hồi xưa chị đã từng nấu cho chồng chị ăn thì chồng chị ghét chị thêm nữa, chồng chị ghét chị thêm nữa. Trời ơi, bây giờ ghét mình thì bây giờ có nghĩa là càng nấu ăn thì càng ghét mình. Ủa chứ mình không làm luôn, mình không nấu ăn, nhưng mà mình có thể một cái chọn khác là mình nấu cái khác là nấu chồng mình. Thật sự ra những cái gia đình á mà hạnh phúc á thường là người phụ nữ sẽ biết nấu ăn. Đúng rồi. Thường nha, thường nha, thường là người phụ nữ mới biết nấu ăn. Không cần nấu ăn ngon mà chỉ biết là nấu ăn thôi được rồi. Bởi vì cái bữa cơm gia đình á, thề gia nội trợ đúng mà. Đúng rồi, nó rất là hạnh phúc, người chồng cũng rất được, vợ cũng được, mặn chát cũng được, chua lè cũng được. Anh chồng vô phụ đúng không? Hai vợ chồng làm bếp chung là cái cảnh xuất sắc nhất. Đúng không rồi. Có cái gì mà nó thể hiện được cái tình cảm. Cái cảnh xuất sắc nhất là cái cảnh ở trong bếp. Đúng. Hai vợ chồng ở trong bếp. Mà cái đó chỉ ở trên phim thôi mọi người ơi. Đầu bù tóc rối như bà điên vậy đó. Trong vài bữa đó con này xấu quá, ra đường yêu con khác. Thấy không? Trời ơi, sơ sát trong phim. Đây là chỉ là biết nấu ăn chứ. Chứ người đàn ông chưa bao giờ cần người phụ nữ phải suốt ngày nấu ăn. Lâu lâu nấu một món thôi. Khoa đã từng nóng tình cảm. Khoa đã từng khóc ở căn bếp 15 mét vuông. Không, thật sự hôm đó em bị bệnh, em rất là mệt mỏi và thật sự là mình muốn ra ngoài ăn, nhưng mà bởi vì rất là đói em nói là người yêu em là trời ơi em đi đâu mà sao bây giờ không, anh không có gì ăn hết, thì người yêu em nói là trời ơi, em bận quá em không nấu được. Thì trong đó người yêu bất ngờ mà em mới đi tới gian bếp, thấy cái bếp ga đó, em bỏ cái nồi ra, trong đó có 4 quả trứng luộc, và người yêu em luộc cho em 4 trái trứng. Bất ngờ đó, nhìn 4 trái trứng luộc đó, trời ơi, nó cảm động, nước mắt nó tuôn rơi, cầm trái trứng luộc bóc từng miếng vỏ chấm vào trong cái muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh
cắn một cái. Phát hiện là người yêu em quên bập bếp ga chưa luộc. Chưa luộc. Phát hiện là người yêu em quên bập bếp ga chưa luộc. Nhưng chưa bao giờ ăn một cái trái trứng sống mà nó chín tình chín nghĩa như vậy. Đó, em thấy không? Cái người phụ nữ trong nhà nấu ăn quan trọng lắm. Đúng ạ. Ủa? Dở cũng được, khét cũng được, khê cũng được. Quan trọng. Đối với em nha, em không nấu ăn là em thương chồng em đó. Tại em đâu biết nấu ăn đâu. Có biết nấu ăn không? Tất nhiên là em biết rồi chị. Em biết nấu ăn không nha? Biết chứ anh. Wow. Biết chứ, em nấu ăn rất là ngon. Em không nấu ăn là em thương chồng em đó. Tại em đâu biết nấu ăn đâu. Nấu là ngộ độc thực phẩm luôn á. Bây giờ những người phụ nữ biết nấu ăn mà không nói những người phụ nữ không biết nấu ăn thì sao? Đúng rồi. Bây giờ những cái bữa ăn đối với các ông chồng đó là một cực hình. Đó. Mình bắt người ta ăn, mình càng làm xa cách tình cảm vợ chồng hơn. Em có nhớ cái clip mà chị Chi Mandu không? Trời ơi, em nhìn nó đem thương tôi luôn. Trời ơi, đúng trời ơi. Em biết không, ông vừa ăn, ông vừa chửi, thui đầu của chị. Trời ơi, vừa ăn nhai nhai mà chửi thui đầu mà chị vừa quá. Mà chị em chúng ta ngày xưa mình ở với cha với mẹ, mình cũng yêu thương cha mẹ mình vô bờ bến, mà mình có nấu được bữa cơm nào cho cha mẹ mình đâu, đúng không? Đúng rồi. Tại sao bây giờ mình về mình không nấu cơm cho chồng ăn lại bị nói là không yêu chồng? Ủa, chẳng lẽ mình không yêu thương ba mẹ mình sao? Đúng. Ôi, xúc phạm ngu vậy. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã kết thúc vòng này. Và bây giờ xin mời khán giả hãy bình chọn xem đội nào là đội chiến thắng trong vòng này. Xin mời kết quả. Thực sự ở cái phần bên trống này nói về sự lật mặt mà chỉnh chu, là lật mặt mà chỉnh chu là anh em mình làm tốt quá. Có dòng này thì đội chiến thắng là đội Xuân Hỏa. Cái gì vậy trời? Thôi, kết quả thì mình cũng tâm phục khẩu phục. Đúng rồi. Nhưng đây chỉ là kết quả của riêng vòng này thôi. Đúng rồi. Còn kết quả chung của các anh, nghĩ các anh thắng được chúng tôi à? Huê, tụi tôi không bao giờ sân si với phụ nữ. Đúng như vậy. Thắng cũng được, thua cũng được. Quan sao trọng được. Có một buổi chơi vui. Nếu là phụ nữ vui là được. Đúng không sao? Nếu là mọi người phụ nữ vui là được. Nói giọng này mà giả tạo làm gì nữa? Cứ thật lòng mà đi. Đâu rồi, nè Thanh. Dạ. Em tới đây là chủ yếu vui đúng không em? Dạ đúng rồi. Em đâu có muốn thắng thua với bạn gái em đâu đúng không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Không có đâu mọi người. Đâu có đâu. Nghe ơi, em cảm thấy sau khi tham gia chương trình Sao Hỏa Sao Kim, em thấy bạn trai của em như thế nào? Dạ thì một chút rạn vỡ trong tim. Tại sao vậy? Tại sao lại vỡ trong tim? Tại nhiều cái ảnh nói em bỡ ngỡ quá. Lúc yêu em ảnh nói mọi điều nó rất là đẹp đẽ, nhưng mà khi em nghe những cái mà lý luận của anh nói ra thì em coi lại. Chắc là về tối nay phải họp gia đình. Họp gia đình. Sao em muốn nói gì không? Là em đây này, bên trống bên bên này. Thì tại biên tập thôi. Tại vì chương trình muốn mang tới tiếng cười cho khán giả. Vậy đó chứ hả? Anh đâu có vậy đâu, em biết mà đúng không? Không, em chưa. Mọi người đây biết mà đúng không? Không. Chuyện riêng của mọi người mà anh biết. Ngó lên trời, trời cao không có thâu. Còn Mia thì sao? Sau khi tham gia chương trình thì em cảm xúc như thế nào? Em cảm thấy rất là vui. Thôi, đâu có giả tạo nhiều đâu ha. Anh này. Không, thật sự em vui thật. Vui, vui về cái gì? Vui lắm, em rất là vui luôn. Em vui cảm thấy cái mặt em rất vậy vui. Vui mà đau sự quá vậy. Cái mặt vui nó vậy hả em?
Nói thiệt chứ thật ra là bình thường ở nhà em coi chương trình này là lần nào em coi em cũng cười là tét núi vẫn còn giả dối tét luôn. Xác nhận là giả dối. Xin được cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình Sao Hỏa Sao Kim và mong là khán giả sẽ luôn ủng hộ cho chương trình cũng như là các nghệ sĩ. Chương trình Sao Hỏa Sao Kim được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.